Duyên. Chị ơi, chị Duyên. Cho anh hỏi xíu. À, kết quả hôm qua em thấy thế nào? Kết quả vào bán kết hôm qua. Good, 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 very good. Anh đang hỏi về kết quả gì ạ? Còn bán kết hôm qua. Dạ, kết quả về cái social đúng không ạ? Đúng rồi, 8 cái giải á. Dạ, em thấy rất là xứng đáng rồi. Tại vì tất cả các bạn đều đã nỗ lực rất là nỗ lực luôn. Thì là còn với em thì thật sự là tại vì tình cảm của em bị nhiều quá. Nên là bạn nào cũng thấy những bạn mà trong team của em á, thì em thấy các bạn đã thể hiện ngày hôm qua như thế nào? Dạ, ngày hôm qua đã thể hiện rất là tốt. Thật sự là ngày hôm qua em ngồi dưới mặt kể cả là các bạn team Nam Mỹ là team em thì em đều ủng hộ hết mình, và các bạn đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ các bạn. Thật sự là em thấy là các bạn đã rất là tận hưởng những cái gì được ở trong đội. Cái này là lố lăng ba. Có một phần nào nhắc về Thảo Nhi với Lại Nam không? Dạ, với Thảo Nhi thì em rất là thích năng lượng của Thảo Nhi cho nên đó. Còn bên Lại Nam thì đúng với lại cái giải mà bạn nhận đúng là best play, hoặc là mặt của quốc đẹp hôm qua là bạn cũng bơm và say rất là say. Bốn phần thi được. Trong cái bốn phần thi đó thì phần thi nào mà em thấy thích nhất? Áo tắm với dạ hội với áo dài á, thì phần thi dạ hội nhất, tại vì phần thi dạ hội là thể hiện được cái sự quyền lực của các bạn, cũng như là nhìn thấy được là các bạn đã trưởng thành rất là nhiều từ những cái ngày đầu tiên đến với hồng. Ok, anh cảm ơn gì nha. Thì tại mình bây giờ là như này rất là hồi hộp, tại vì gần như là cũng rất là lâu rồi như mới gặp lại Hana, và hai chị em thì cũng hay nhắn tin với nhau nên là cái tình cảm vẫn nhiều quá. Và bây giờ thì rất là trân trọng là bạn đến với Việt Nam, bây giờ đang rất là hồi hộp rồi. Và tại vì mình đi cùng với cô Paula và cô Emmy. Tại vì cô đi cùng với cô Paula và cô Emmy. Tại vì đi cùng với cô Paula và cô Emmy nên là bản thân đi cũng rất là quý cô Paula, nên là mình cũng hơi trân trọng bạn. Thời gian gần đây thì thật ra là bây giờ Duyên cũng không ở vào nhà nữa thôi, Duyên lên đường sang Ba Lan, nên là thời gian của Duyên cũng lịch trình của Duyên khá là dày đặc, và nhưng mà Duyên cũng sẽ cố gắng. Hôm nay Duyên đã đón bạn và ngày mai thì Duyên cũng sẽ có những cái bài kế lịch để đi cùng bạn. Sau đó thì bạn sẽ tham gia chung kết, cũng như là sau trước chung kết có một cái buổi họp báo trước chung kết và chung kết, rồi Duyên sẽ lên đường lên Nhi. Thật ra bây giờ Duyên chưa xếp Bali luôn mọi người. Nói chung là mới có visa thôi. Và lịch của Duyên thì còn như rất là dễ, rất là bận. Có, nói chung là trước khi mà Hana về là mình đã nhắn tin hai đứa nói chuyện với nhau. Thì Hana thích cái bánh cookie mà ngày trước mình cho bạn ở Hoa hậu Hoàn Vũ, nên là mình đã có chuẩn bị cho bạn 30 cái bánh cookie, almond cookie, và bạn rất là thích cái bánh đó. Với lại mình cũng rất là muốn show cho bạn vài thứ và điều hay hay ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Oh,
anh ký vô áo được không vợ? Xíu này cho khó chị xíu. Còn chị xíu này mọi người. Kia cho áo được.